Tôi xin chào mọi người nha, những vị khách đặc biệt đang tới nha mọi người. Đường múa của Hương Trần đó, đó. Ai biết múa, qua vậy đâu vậy? Là trong nhóm ai không biết múa, đều múa Hương Trần là thôi không được rồi đó. Rồi, quá, wow, hôm nay đặc biệt mọi người ơi, có chị Năm qua luôn. Rồi. Năm xuất hiện, Năm chào cả thế giới. Chỗ mà phải không ta? Mày chào cả thế giới nha. Rồi, chào chị 7 nè, đó. Chị 6 đây không? Chị 6 đây, 6. 6 vô đây, 7 vô đây. 7 vô đây, 6, 7 vô đây đi. Hôm nay là chuyện gì bực bội rồi, hôm nay em giải quyết ngay tại đây luôn nha. Không để tới bữa khác nữa. Đó. À, mỏng cam. Bà khi mà bà không gặp 6, 7 bà chuyển lời vậy đó, bây giờ gặp rồi đó, bà muốn nói gì bà nói không nè. Ăn đi, từ từ đi, tại vì Sáu cũng đang ấy. Mỗi mà xin lỗi Sáu á là phải tuột quần quỳ xuống. Chấn động luôn. Thôi bây giờ á, Lan đã năn nỉ Sáu đi chung rồi. Thành ra cái chuyện đó để qua một bên, đừng có nhắc tới nữa. Năm là nói với Sáu là bình yên từ từ rồi. Thành ra bây giờ mình chơi cho khác đi, đừng có nhắc cái chuyện đó nữa. Ủa ngọt hả? Bỏ qua đi. Hôm nay là nhóm em ăn rất là ngon nha mọi người. Heo quê sữa nha. Đó. Cá kèo. Cá kèo nước mắm ớt nha, cơm hải sản nha. À, mình ăn hết này thí dụ như mà cái gì á, cái ba lòng mình kêu thêm chị. Trời ơi, vui là chính thôi. Chị Năm ơi, nhiều người cũng yêu mến chị lắm, nó không dạy chị đi đâu mà chị không chịu lên kênh. Mà mình xin lỗi các bạn nha. Mình tới nhiều chồng nhiều con lắm, mình tới nhà mình lo. Lâu lâu mình xuất hiện cái cộng đồng mạng vui chút thôi nha. Còn lâu lâu mình mới giờ chứ mình cũng phải lo cho chồng cho con, cho nhà chị nhiều chồng nhiều con lắm. Ông Thuận nói là ông lo cho bà vợ của anh đi kìa. Ông có bà vợ về nhà đó, bỏ đó là nếu mà không có báo trước là chị phải nấu cơm chiên cá về chị dẹp hết chị cho ăn ship rồi. Chiều nay là cho ship đồ ăn á. Rồi dốt đồ vô là hai cái nhóm mình nâng ly lên cái thì cho nó mạnh cả nha. Vui vẻ nha. Bây giờ là vui vẻ hết ngày mới nha. Ngày mới vui vẻ nha. Ngày mới cái gì cũng mới đi nha. Rồi. Uống này luôn đi Sáu ơi. Sáu uống luôn. Suối ăn, cho suối đi con. Suối. Trời. Bia đi cho nó sụp. Em thấy chị Năm đẹp ra ở nhà. Năm sinh từ nhỏ. Chị Năm vui là cả nhóm vui. Vui, trời ơi, có Năm là khỏi lo đi. Con nhỏ mà con xin phép trước có hai chuyện, một chuyện chung và một chuyện riêng cá nhân con. Thì chuyện chung á là kỳ rồi cũng do tụi con cũng vô mộng cầm thì không biết cách nói chuyện nên làm mọi người nói về hai má nhiều quá thì thôi cho con cũng chỉ thiệt vô nữa đâm trọt nữa thì thôi chắc con cũng xin lỗi hai má. Rồi hai má đừng có nghĩ hiểu lầm thì con. Chứ ngày hôm qua con cũng xin lỗi má Sáu là cũng có đôi chút là cũng có sự hiểu lầm rồi cũng có nhắn tin này nọ qua thì cũng không có hay. Cho con xin lỗi má Sáu. Nói chung con lúc nào cũng yêu thương mọi người á mà con không có để bụng cái gì chứ hai con là đàn ông mà. Rồi một phần nữa con bụng bự rồi con để bụng chi nữa. Con là dai nhỏ nhất nữa. Thôi có gì má Sáu nhất là má Sáu bỏ qua cho con. Thế là hai má bỏ qua cho tụi con nha. Mà nặng nhất là anh Hân Trần á, tại vì anh Hân Trần cầm máy quay á. Dạ. Nếu mà Mập nói vậy phải không thì cái người chính á là mong cầm á phát biểu mày đúng á chứ không phải ai đó. Bà tôi ra đâu kia. Lời nói hai chị xúc phạm hai chị tha lỗi cho em đi, em cũng hả buồn lắm. Em không có hai chị là em không biết mà sao mà nỡ thương hai chị mà hai chị rồi yêu cầu nguyên con cũng được có ai phát biểu gì nữa rồi phát biểu nữa không. Nói chung cái gì vui. Nó cũng sơ hở. Theo Lan thấy là Lan nói với Sáu rồi. Đi chung chuyến đò này thì phải chịu thôi. Đúng không? Xấu đẹp thì cũng phải lo. Mà bị xíu thôi nha. Xin cộng đồng mạng là tha thứ. Ngàn lần tha thứ cho mộng cầm. Tại vì mộng cầm đầu to mà ốc như chứ.
rồi. Quá chị Năm ơi, có chị Năm rồi. Lên xe cái này rồi. 1 2 3 vô. Ngàn sân xin lỗi sao. Chị Long ơi, Bảo uống gì tiên này kỳ quá nha. Sao hôm nay bị gì vậy? Ờ. Bảo ơi, hả? Chị thấy không? Tối nay còn hôm kia uống nó mấy chục lon nữa mà. Trời ơi. Uống thân tử luôn. Hôm đó đá cái chân cao luôn. Đá chân cao luôn. Má đá giỏi lắm. 500. Mà lấy giỏi. Má biết chơi rồi. Ý là biết rồi, biết mà cầm rồi. Đá giỏi luôn. Không chơi nhiều như vậy. Bà có biết là khi mà đột quỵ 6 lon mà bà uống không được, bà đột quỵ là 500 đó không có vô được nhà thương đâu, tôi nói cho bà biết trước. Nên là đừng có ham, vừa phải thôi. Tôi với trời. Chứ sao là lo 500 tôi với anh Sáu. 6 lon. Anh Sáu. Anh chưa uống bao giờ. Tôi với ha. Ừ. Ai, anh Sáu không tới rồi mọi người. Chào anh Sáu. Chào anh Sáu nha mọi người. 60 năm cuộc đời. Khi xa nhau rồi em yêu sao đây? Quá, có chuyện nào rồi vậy? Thì yêu cho tròn đời em ơi, ta sống là bao? Hey. Bây giờ nó có bài 90 năm rồi, không ngồi 60 năm nữa. Ai kìa, bia đi cam, làm bia. Lấy cái nước thôi. Tươi dữ trời. Này có 7 hả? À, mời mọi người ăn cá kèo nha. Rồi heo sữa. Rất là ngon mà. Bảo hôm nay uống xì tin đi nè. Bảo không, Bảo nói Bảo uống gì trước để Bảo lên sao. Bảo hôm nay bóng rồi chị ơi. Hả? Nay bóng rồi hả? Không rồi, Bảo đảm. Tự nhiên vui là chứ. Tối nay tiểu tử qua làm tối nay là tiếp một phần Nga tiếp tục chị. Tự nhiên nó gấp cho mọi người đó. Vậy chứ uống bia đi Bảo. Đó nên là phải đo lon với Bảo mới được. Ghép uống mà ít nữa mà đi về lắm thì ví dụ như nè, sắp uống cho em phải bao nhiêu lon hay sao đó. Này có anh Sáu nè. Vui cho ba rồi đó. Rồi chứng tử nữa mới được. Uống đi má. Trời ơi. Cháu nó giặt. Còn mập mà chắc chắn là mình nhậu đâu nó theo đó rồi mình không nói rồi nhưng mà đã nhậu là phải là tới nơi tới chốn. Mẹ bốn bữa chuyển chụp mẹ. Không phải nó kêu à có nhậu quá là phải nhậu tới nơi tới chốn luôn, nhậu xỉn luôn. Dạ. Tại vì đường này uống vô là công an không mà. Công an không mà. Rồi thôi. Cứ tới nơi tới chốn này em, lấy một cái ly bia. À, với lại một cái ly đá cho cái anh đẹp trai rồi. Uống lát hồi cái lát hồi ngồi có 2 tiếng 3 tiếng rồi đi mạnh ai nó về hết trơn uống gì. Thì cứ uống được nhiều uống đi. Nó rồi còn chầu thứ hai là em với em mập đó. Ở đây uống đâu có tới đâu mà. Uống phải tới mới đã. Qua tiễn tử mới tới. Bây giờ uống đây sao quá. Ở đây không hay mà. Giờ uống ở đây là chỉ có uống tới 8-9 giờ tối là kêu ăn đi. Hàng chị 6, hàng chị 7 ăn đi. À, mọi người mời mọi người dùng bữa. Nếu mà bạn nói vậy thì coi như là không được rồi, cứ ăn. Bạn mình nói vậy là thua. Vui vẻ chỉnh mọi người. Em uống là uống là phải đỡ. Bỏ đem một thùng ra cho Bảo đi taxi về. Không, nếu mà mình bên nha. Đúng không? Đúng không? Ok nhưng mà nó bạn nói vậy đúng không? Em bây giờ em không có quan trọng một thùng hay 2 thùng hết trơn, em quan trọng là phải có người hứa ngồi đây nhậu với em. À, ai hứa giơ tay lên. Ai hứa nhậu với Bảo? Bảo. Cao quá không mày dám hứa. Rồi nghe nói vậy hả? Nhậu thùng gì má, ai nhậu cho lại má. Không phải em đô cao gì mà tại vì kiểu như là em muốn chậm lắm, em muốn chậm mọi người. Tới lúc mà em... Có người nói trên mạng em là uống lúc nào nửa lon cũng còn chất chất chậm nữa. Tới lúc mà em hứng lên rồi á, lúc đó mọi người lại đã về rồi. Thì đúng rồi, hết đồ ăn phải đi về thôi. Hết đồ ăn ở lại sao được. Thôi vậy làm. Uống nhưng mà uống 1-2 lon không được, phải uống nhiều hả? Uống cái đã chứ uống chứ không. Bây giờ nói chị nghe nè, uống 4 lon cũng phải đi taxi về, uống mười mấy lon cũng phải đi taxi về, uống mười mấy 20 lon. Vậy em cho em uống có 2 lon. Uống tợ lắm đó. Thì không, Long biết mà. Ủa mình tự uống Long rồi. Long biết rồi. Đá giờ tụi đá nổi đâu, đá cao luôn. Uống thi với Tuấn Nguyễn, chị cũng có câu vậy chứ bộ. Nhưng cái điều là nói ý nói hôm bữa nó dạy cho uống có 2 lon. Vui, bữa nhậu vui quá.
Ủa tôi chịu quá trời luôn. Thôi vui nhất là mình đi lên thuyền mình quậy mới vui. Hôm nào mình muốn cái thuyền mình quậy tiếp. À, thì vui chị. Hai mình đừng cho nói là đi đi Cần Thơ mới vui đó. Đi đây vậy? Đi thuyền á. Bình luận á, mấy nói nửa nhóm đi Cần Thơ đi vui lắm. Uống lại đi Bảo ơi, mệt quá. Mập hứa với nó cái mà mập. Ủa chị thấy mập uống cũng là từ sáng. Em muốn cũng dữ mà. Thằng mập á, đi ai vậy em? Thằng mập á không cần nó hứa tại vì thế nào nó cũng nổi mình à. Đúng rồi. Giờ cần một người hứa thôi. Đúng rồi. Anh Bảo uống sao lại vậy? Cũng đó, dặn rồi. Là chỉ có uống dù em nói. Ừ, đâu có ai uống nhiều được. Đó thôi cho con ngồi thở cái nha em, mệt xíu uống chậm. Chị thấy hai người này là hợp nhất rồi. Bây giờ nè, em nói nghe nè, chị Năm đại diện cho nhóm hứa với Bảo đi. Trời ơi. Chị uống có hai lon là chị quậy tưng luôn. Hôm bữa nó uống 6 lon mà nó khóc hù hù. Chị chắc là quậy tiên luôn á. Ở ngoài Bảo giờ cần nhất á là người ở lại ngồi. Ok, ngồi tới giờ nào ngồi đó. Trời ơi, tím viên đẻ đẹp chân dài chứ. Giờ Yến thử hứa đi. Chân chị. Ôi, đúng rồi má ơi. Dễ thương, dễ. Ở lại má là nào, còn đây đàn ông má phải phục vụ. Rồi hứa đi má ơi. Có nghĩa là má là làm đào, má ở đây má phục vụ cho hai thằng đàn ông. Em bao luôn. Cho Yến Tử nha, hứa gì á. Uống 10 lon cho Yến Tử về. Đúng rồi. Đã ra rồi. Uống là 10 lon cho Yến Tử. Tôi thấy trong clip đào uống 10 lon nha. Ôi chị ơi chị. Tôi tội em uống được em ăn nghỉ chị. Ủa thì bây giờ Bảo nói vậy. Buổi chiều quá. Buổi chiều em tắm rửa cho Yến Tử. Còn em còn ấy rồi hả? Là em ăn nhậu được. Thôi thôi. Mình không yêu mình đừng có ngại bàn lý do gì hết á. Ok, uống là uống, không uống là thôi, không có lý do. Bảo thì cũng không thể nào cứu được. Bảo là bây giờ nó đang yêu thầm trộm nhớ tiểu tử đó, đang thích tiểu tử đó. Tiểu tử xỉn lên gẹo nó rất là vui. Đó, thấy chưa? Hôm bữa bà té một cái bạc. Trời, bà cứ nhúng nhảy hoài bữa bà xỉn á. Xỉn vui nhá, nhất là bông cầm nhưng mà thích. À mà không cầm là hay khóc lắm. Còn tiểu tử á, đuổi mà chết về luôn. Tức quá đuổi mà chết về luôn. Không cho bà chết ở lại nữa mới ghê. Hôm bữa lên clip bên đó nó nói nó đuổi tao về. Mới ghê chứ. Đó giờ sao nào? Hứa đi má. Hứa đi. Hứa đi. Hứa đi. Hứa đi. Hứa thật nhiều à, thích hứa cũng thật nhiều. Vũ 5 lon đi, giờ dưới ơi, mình về nhà uống 5 lon. Ok. Ủa là 10 lon á, ở đây 5 okay. Về dưới 5. Uống 5 lon làm sao chạy về? Được á. Được rồi, lỡ tao mang bắt không ra. Không sao, tôi bịch đổng chan giống gái lắm. Bà có đem theo bụng. Chưa? Bà có đem theo bụng rồi, bà chết rồi. Căng hả? Ồ. Nếu là bụng nước được. Được rồi. Bụng nước cho chiều chiều để tắm rửa cho. Ồ, nhưng mà bụng nước đi. Ở đây nó bắt lắm rồi. Ồ, đây cần. Ăn quá trời luôn á. Uống mấy má ơi. Lấy gì thôi. Hồi nãy giờ ai uống nữa, uống nhiều uống đi rồi xong rồi cái tăng 2 tăng 3 gì tính sao đi. Chứ giờ ở đây được. Bây giờ chấp nhận cho bà uống xì tin nữa. Không, nhưng mà bây giờ bà cũng hay uống bia. Uống lon đi. Uống lon là không có sao đâu, uống lon thổi không có ra đâu má. Uống lon. Không dùng gánh mà. Không uống lon thổi không ra, bữa em uống 2 lon thổi không ra. Hay quá ha. Ở nhà lo ngủ xong đi ra bị bắt luôn kìa. Ngủ một ngày rồi thổi ra luôn. Ừ. Bị lo bắt luôn. Ừ. Ngủ một ngày sáng đi mua đồ ăn bắt luôn đi kìa. Đừng đâu. Ủa năm đó nó còn đâu có. Không phải lo mà không biết. Hàng xóm bị 8 triệu. Vậy thôi. Không biết là nói nhiều quá hay sao, sáng còn nhiều quá, còn lại dư âm. Chắc hôm qua nhậu dữ quá. Thì đó, đang nghĩ vậy đó. Phải là mất điểm 8 triệu. À, cái món mà heo ha, heo sữa ngon lắm mọi người. Không, nói chung ở đây mọi người nha. Món nào cũng ngon nè, đây cá kèo nè. Con cũng mới đi ăn hai lần. Sinh nhật. Lấy mọi người chấp đi. Rồi mời mấy chị nha, mời tất cả mọi người nha. Dạ, cứ tự nhiên mà quen quá. Có chị Năm là vui rồi mọi người. Có Năm là đi. Nay chị cả tặng ra tụi em tiền nữa. Có nghe nói mừng. Chúc mừng mọi người nha. Không? Chị Jesse nữa. Idol của hôm qua idol bị chối bỏ rồi đó. Ai nhận nuôi kìa. Ủa mà nghe nói lúc đó chị coi chị thấy em gọi em đồng ý cho nó mượn 1 triệu hả?
lúc đó em gọi Hưng Trần, nó nói là Hưng Trần gọi đúng không, hôm nó đi ăn lượm lúa em có gọi đó. Quý à, Quý hả chị? À nó đòi mượn tiền tháng mà nghe nói đồng ý mượn hả cho nó hả, nó nói thứ hai nó vô nó lấy á, chị thấy ở trên clip á. Không có đâu, không có hả? Tại vì tiêu đề á, nói chung cái vực tiêu đề á chị ạ. Cho vậy thôi gì dạ. Chữ đề nó đòi bán vàng, em chuyện nó, em nói bây giờ á, bây giờ bán vàng thì mua hơn. Em lâu rồi. Còn anh Long An á, anh mới nhắn tin em, ổng nói bây giờ mua đi. Ok, ổng còn cho tôi nó thêm tiền nữa. Nhưng mà nó đã cầm 1,5 triệu rồi. Thì bây giờ á, nó cầm nó muốn bán, tại em nghe tin bán rồi thôi em. Thì nó nói trên mạng có một cái anh nào á, đòi mua cho nó 5 triệu đúng không? Không có anh nào mua 5 triệu đó, không có ai bị khùng đâu, có 1,5 triệu mua 5 triệu. Nó đòi mua nó bán 5 triệu. Đó nó đòi anh nào, anh nào giúp nó mua 5 triệu. Nó đòi bán 5 triệu. Rồi sau đó nó đòi bán em 3 triệu mốt. Bán gì không biết đi. Bây giờ bán được 2 triệu mấy. Sao giật tiêu đề là bên mình năn nỉ kêu về là sao? Rồi năn nỉ tào lao mà. Không ai năn nỉ. Thằng Thắng nó lên clip nó nói là ai muốn đem Quý về thì đem. Đem về nuôi Quý ăn cơm. Mộng Quỳnh nữa. Để cái Mộng Quỳnh mà bỏ qua bên đi đừng có về nữa. Mộng Quỳnh nó ồn ào quá.